Trong video bài học này, chúng ta tiếp tục, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn một số những kinh nghiệm để các anh chị và các bạn có thể chăm sóc khách hàng và giúp khách hàng tái mua, giúp khách hàng có thể giới thiệu thêm khách hàng mới, giúp khách hàng có thể trở thành khách hàng trung thành của chúng ta và tăng được doanh số. Đây là một cái yêu cầu mà gần như là tất cả những cái đại lý, những người bán hàng và cộng tác viên, đối tác của Mobifone đều rất là mong muốn. Và trả lời cho câu hỏi là làm thế nào để có thể chăm sóc được khách hàng hiệu quả, làm thế nào để khách hàng trở nên yêu quý người bán và sẵn sàng tham gia vào giúp đỡ người bán mua thêm các cái sản phẩm khác, gọi là bán thêm, bán chéo, đúng không ạ? Rồi thì gia tăng cái thời gian duy trì, rồi thì nâng cấp các gói cước, là ví dụ đang dùng cái gói thấp từ 50.000 lên gói 100.000, lên gói 200.000, đúng không? Đấy, ví dụ như thế, và duy trì cái gói cước đấy trong thời gian dài. Thế thì về góc độ của tổng công ty thì chúng ta sẽ có những cái chính sách bán hàng phù hợp với khách hàng và phù hợp với đại lý cộng tác viên rồi. Còn về góc độ chúng ta là một đại lý, một cộng tác viên, một người bán hàng của Mobifone, và thì chúng ta sẽ cần phải chăm sóc khách hàng có quy trình, đúng không ạ? Và chăm sóc hàng có công cụ, chăm sóc hàng có chương trình. Đấy. Quy trình ở đây tức là gì? Từ khi mà người ta bắt đầu có nhu cầu, đấy, cho đến khi người ta mua hàng xong rồi, thì chúng ta chia thành trước, trong và sau bán, đúng không? Trước bán thì chúng ta đã phải chăm sóc rồi. Đấy, chúng ta quan tâm, chúng ta trò chuyện, chúng ta hỏi thăm, đấy, chúng ta tư vấn, đặt những câu hỏi xem là khách hàng có nhu cầu như thế nào về SIM số, về gói cước và các dịch vụ giá trị gia tăng khác của Mobifone. Để từ đó thì các bạn sẽ tư vấn cho khách hàng một cái sản phẩm, một cái dịch vụ phù hợp với nhu cầu, phù hợp với ngân sách của họ. Được chưa ạ? Đấy là về phần trước bán. Và chúng ta cũng liên tục phải đeo bám khách hàng một cách phù hợp, tạo cho họ một cái lòng tin, tạo cho họ một cái sự thoải mái khi mua hàng của chúng ta. Chúng ta cần phải đeo bám nhé, nhưng không có nghĩa là chúng ta cứ ngày nào và hỏi chị ơi chị đã quyết định chưa, anh ơi anh đã quyết định chưa. Bởi vì nếu mà chúng ta hỏi như thế thì có lẽ là người ta sẽ chạy mất dép, người ta sẽ không mua hàng đâu, đúng không? Nhưng mà ở trên mạng, trên Facebook hay là trên Zalo, đúng không, hoặc là trên WhatsApp, bây giờ thì chúng ta nhớ rằng là nếu như khoảng độ một tuần mà chúng ta không trò chuyện khoảng hai lần, không hỏi khách hàng khoảng hai lần, thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ không nhớ gì đâu. Bởi vì cái số lượng tin nhắn nó gửi tới từ công việc, từ người này người kia rất là nhiều. Tôi thì bây giờ nếu mà khách hàng mà nhắn tin cho tôi mà hỏi thì tôi thường phải xem lại tin nhắn cũ, xem là trước đây mình với họ đã trao đổi với nhau cái gì chưa, thì mình không nhớ được. Đấy, hàng nghìn bạn trên Zalo, hàng vạn bạn trên Facebook thì mình không thể nhớ được hết. Đấy, và mình cũng không thể biết là trong thời gian vừa qua mình đã nói gì với họ. Đấy. Thế cho nên là cái đó là cái phần là chúng ta có thể là thường xuyên một tuần một đến hai lần chúng ta chăm sóc, trò chuyện và thúc đẩy chốt đơn phần trước bán, đúng không? Trong bán thì mình hỗ trợ họ để ra quyết định mua, mình hỗ trợ họ để họ có thể tự thao tác, tự mua được các cái sản phẩm và gói cước. Bây giờ nhá, nếu mà mua SIM nhá thì em sẽ cấy số cho, đúng không? Mình ra cái cửa hàng Mobifone gần nhất mình lấy, hoặc là em sẽ làm em gửi về cho, đúng không? Thế còn về gói cước, đúng không? Gói cước thì ví dụ như là gói cước trên điện thoại, hay là gói cước wifi, hay là gói các cái dịch vụ giá trị gia tăng khác như là của Mobifone có, hay là mobile money vân vân, thì mình sẽ hướng dẫn họ cách cài đặt, hướng dẫn họ cách đăng ký theo cú pháp, theo đường link. Đấy, thì mình sản xuất sẵn những cái gọi là sale kit, tức là những cái công cụ để hỗ trợ bán hàng nhanh nhất, thuận tiện nhất có thể. Đấy, trong điện thoại của mình ấy, trong điện thoại của mình hoặc là trong máy tính của mình, lúc nào mình phải có những cái file hình ảnh. Ví dụ mua gói cước này là có hình ảnh sẵn rồi, và cú pháp là chỉ việc gửi cho họ qua iMessage, qua Facebook, hoặc là qua Zalo, hoặc là qua Instagram, hoặc là qua WhatsApp, thí dụ thế, đúng không? Đây, anh dùng gói cước này gửi cú pháp. Thế là người ta mâm ảnh, người ta xem,
Đấy, hoặc là gửi cho một cái đường link, đúng không? Họ bấm vào phát là nó tự đăng ký. Đấy, thao tác rất là đơn giản. Đấy, còn chăm sóc sau bán, thường là các bạn hay tập trung vào việc chăm sóc sau bán, nhưng các bạn không hiểu rằng là trước bán, trong bán thì chúng ta đã phải chăm sóc rồi, và giúp cho họ tin tưởng, tin cậy vào cái uy tín thương hiệu của người bán, đúng không? Thì họ sẽ rất là thoải mái, họ sẽ rất là nhanh chóng ra quyết định mua, và sau khi mua xong thì bắt đầu mình tiếp tục chăm sóc sau bán. Thì bằng những phương pháp như thế nào, đúng không? Một là chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc với khách hàng. Thường xuyên ở đây là bao lâu, đúng không? Ví dụ 1 tuần thì chúng ta có thể liên lạc từ 1 đến 2 lần. Thì chúng ta sẽ lên lịch và chúng ta sẽ có danh sách các khách hàng để chúng ta lên lịch. Chúng ta ngồi, chúng ta chăm chăm vào khung giờ nào, đúng không? Chọn những cái khung giờ thấp điểm, chúng ta ít việc. Ví dụ như buổi sáng, hoặc là buổi trưa, hoặc là buổi tối đêm. Chúng ta dành khoảng thời gian 30 phút đến 1 giờ, chúng ta ngồi, chúng ta liệt kê tất cả các danh sách ra, chúng ta gửi cho họ, và có những cái file hoặc là có những cái phần mềm để chúng ta quản lý. Ví dụ như file Excel, ví dụ như là phần mềm để chúng ta quản lý. Bây giờ một người bán hàng thì chúng ta có thể có đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn khách hàng, nên chúng ta không thể nào chăm sóc hết được. Thì chúng ta phải có một cái lịch trình rất là rõ ràng, và có một cái khoảng thời gian rõ ràng trong trong ngày, trong tháng để chúng ta gửi cho họ đó. Và khi mà chúng ta liên hệ với họ là chúng ta liên hệ cái gì, đúng không? Thì chúng ta có thể soạn một cái bài viết ngắn kèm theo một cái hình ảnh, hoặc kèm theo một cái đường link video là chúng ta gửi cho họ. Có thể là cảm ơn, có thể là tri ân, có thể là giới thiệu các cái dịch vụ mới, có thể là nói về cái quyền lợi của họ khi gia nhập cái câu lạc bộ, hay là gia nhập cái khách hàng VIP, khách hàng trung thành đó, kiểu kiểu như thế, đúng không? Và chúng ta cũng sẽ hỏi họ xem là họ có gặp những cái vấn đề gì không, để chúng ta tư vấn cho họ và hỗ trợ giải quyết cho họ. Đấy. Và chúng ta cũng đặt ra những câu hỏi là để xem là lắng nghe cái ý kiến, đóng góp, cái phản hồi và cái sự thỏa mãn của họ khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ cụ thể của Mobifone mà mình đang cung cấp cho họ. Đấy. Nguyên tắc này các bạn nhớ là nếu mà muốn họ tái mua, muốn họ nâng gói, mình gọi là upsell đấy, hoặc là mua sang sản phẩm khác, mình gọi là cross sale đấy. Nhà upsell là bán thêm, bán giá cao hơn, cross sale là bán chéo, bán nhiều sản phẩm hơn. Đấy, thì bán combo mà. Đấy, thì mình phải nhớ rằng là người ta phải thích mình, người ta phải tin mình, và người ta phải hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ mà cái lần đầu họ sử dụng là nó tối ưu, nó phù hợp, nó thích, đúng không? Và nó mình nhớ rằng là bán hàng là bán bằng cảm xúc. Thế thì chúng ta hãy quan tâm đến cảm xúc của khách hàng. Đó. Thế thì cái tiếp theo đấy là chúng ta sẽ làm gì, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ nếu như dịch vụ không phù hợp, chúng ta có thể đổi gói, chúng ta có thể thay gói, chúng ta có thể tăng hoặc giảm gói cho khách hàng để chúng ta đảm bảo được cái tính phù hợp với khách hàng. Đó. Và nếu như khách hàng có bất kỳ cái phàn nàn gì thì chúng ta sẽ ưu tiên xử lý nhanh, xử lý ngay, và xử lý có theo đúng chính sách của Mobifone. Thậm chí đối với người bán hàng như chúng ta, đôi khi chúng ta phải chấp nhận thiệt thòi một chút để giữ khách nha. Chấp nhận thiệt thòi, ví dụ như theo đúng chính sách thì bạn phải bị thiệt hại như thế này, nhưng mà vì bạn muốn giữ khách, đúng không, thì khách hàng chịu một phần, bạn chịu một phần đấy, thì chúng ta lại giữ được cái hòa khí, giữ được cái sự hài lòng của khách hàng với chúng ta đó. Vâng, đối với những cái khách hàng mà đã sử dụng những cái dịch vụ lâu năm, hoặc là mua nhiều sản phẩm và dịch vụ của Mobifone rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta có những cái ưu đãi biến họ thành những khách hàng trung thành, và có những cái câu lạc bộ, đúng không ạ? Có những cái sự phân loại, ví dụ như là khách hàng VIP, khách hàng trung thành, và cho họ những cái quyền lợi,
Thì ngoài cái chuyện là cái chính sách của Mobifone, quyền lợi chính sách của Mobifone cho khách hàng, thì đối với mỗi những người bán như chúng ta cũng có thể tạo cho những khách hàng mà do thầy Phan Anh tạo ra, những khách hàng mà do thầy Phan Anh chăm sóc, thì chúng ta cũng có thể tạo ra những cái giá trị gia tăng riêng. Thí dụ như là chúng ta chăm sóc họ, gửi quà cho họ, chúng ta tặng họ những tài liệu, sách báo, chúng ta hỗ trợ họ trong công việc kinh doanh. Thí dụ như họ là bán hàng bằng livestream, thì chúng ta có thể giới thiệu cho họ là bây giờ bạn livestream tôi thấy không hiệu quả, thì tôi sẽ giới thiệu cho bạn cái người thầy này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn hay tôi tặng bạn cái tài liệu về livestream kia để bạn xem. Thì đấy chính là những cái cách đơn giản, không mất phí, mình hỗ trợ họ trong nhiều cái nội dung tư vấn khác nhau đấy. Đồng thời đúng không, mục tiêu của chúng ta đang muốn là bán thêm, bán chéo những cái sản phẩm khác, thì chúng ta cũng sẽ phải quan sát, phải nghiên cứu, học hỏi. Thế thì xem là khách hàng làm nghề gì, công việc họ của họ là gì, họ đang sử dụng những cái dịch vụ gì và họ cần những cái nhu cầu gì, thì mình phải rất là tinh ý để mình chào, có đúng không ạ, để mình chào. Thí dụ nhé, bây giờ họ dùng 4G của mình đúng không, như là thầy Phan Anh là giáo viên đấy, thế thì thầy chắc chắn là thầy dạy dạy internet, như là thầy sẽ cần mạng rất nhiều đúng không, chắc chắn rồi. Thầy sẽ luôn luôn kết nối máy tính với điện thoại, khi mà không có wifi thầy sẽ xem phim, thầy sẽ xem báo chí, thầy sẽ tải tài liệu đấy, vân vân. Vậy thì dùng một cái gói cước xong rồi, gói cước cao rồi, ok. Thế giờ hỏi tiếp, bây giờ nhà thầy có cần wifi không đúng không, nhà thầy có cần TV box không đúng không, thầy còn có cần những cái dịch vụ về kế toán không, thầy có cần cái ứng dụng về mobile money không, vân vân đấy. Thế thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu điều đó và phân tích cảm nhận, sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra những cái lời chào hàng nó phù hợp để chúng ta bán hàng, để chúng ta bán thêm. Các anh chị đều muốn bán thêm đúng không, đều muốn tăng doanh số, đều muốn là hết gói cước này đến gói cước khác để lại có thêm thu nhập, nhưng mà đưa ra lời đề nghị thì phải phải nghiên cứu xem nhu cầu của họ như thế nào. Và thứ hai là khi đã có nhu cầu rồi thì chúng ta phải có một cái combo và có một cái chương trình khuyến mại phù hợp. Đấy, thí dụ nhé, thí dụ như là tôi đang dùng wifi, họ muốn chào cái gói cước về TV box đúng không, thế thì họ nói là bây giờ vì anh là khách hàng của wifi rồi, cho nên là em sẽ dành riêng cho anh chính sách là anh không phải mất phần cứng nữa. Đấy, một cái bộ phần cứng của bọn em lắp cho anh là 1 triệu, nhưng mà em không mất phần cứng với điều kiện là anh ký cho em gói 12 tháng hay gói 18 tháng. Và cái gói này thì bây giờ anh lại lại tiếp tục được khuyến mại nữa, là anh mua 18 tháng thì anh chỉ trả 12 tháng thôi. Như vậy anh trả có 12 tháng hết là bao nhiêu tiền đó. Ví dụ như là mỗi một tháng 100 nghìn đi thì hết 1 triệu 2. Thì em sẽ tặng anh thêm 6 tháng, em sẽ tặng anh toàn bộ thiết bị phần cứng đúng không, rồi em sẽ tặng anh cái này, anh tặng anh cái khác. Thế thấy tặng anh nhiều quá, thấy cũng ok. Và trong khi đó thì mình cũng đang có nhu cầu đúng không, mình cũng đang có nhu cầu, thì rõ ràng là mình sẽ mua ngay và chốt sale trong một nốt nhạc đấy. Thế thì bạn có thể sử dụng phương pháp là tele sale, bạn có thể sử dụng phương pháp là gọi Zalo nhá, hoặc là gọi WhatsApp, miễn là cách nào bạn gọi, miễn là bạn cảm thấy giao tiếp tốt. Tôi thì tôi ủng hộ là việc gọi bằng điện thoại, gọi bằng Zalo nó phập phù lắm. Thế sau đó thì bạn là đưa ra lời chào, nó phải rất là hấp dẫn đúng không, nó phải quan tâm và nó phải thích thú, giống như là cái mô hình AIDA ta đã nói đấy. Thế thì người ta mới bán thêm được nhá, chứ còn các bạn bây giờ cứ cứ muốn là làm sao để bán thêm, thế nhưng mà không hiểu rằng là nhu cầu của khách hàng là gì, không nghiên cứu về cái gọi là insight, cái dữ liệu thật của khách hàng, cái nhu cầu, cái thấu hiểu của khách hàng. Thí dụ như là bây giờ tôi liên tục tôi dùng gói cước rất là nhiều, và tôi thấy là cái gói cước hiện tại đang không phù hợp đúng không, thì tôi sẽ upsell bảo anh ơi em thấy anh dùng rất nhiều đúng không, nhưng không biết là anh có bị ảnh hưởng đến công việc nếu như mạng của anh kém, mạng của anh chậm hay không. Thế thì bây giờ nếu mà có như thế thì anh hãy nâng lên cái gói tiếp theo, gói này nó chỉ thêm 50.000 thôi, nhưng mà
anh được cái này, anh được cái kia, anh thêm rồi. Những cái khách mà nhất là khách business, tức là khách doanh nghiệp đúng không, hoặc là khách là đối tượng là chủ doanh nghiệp, hoặc là những người mà có thu nhập tốt, thì một cái gói cước thêm 50 ngàn nó cũng không đáng kể gì đối với họ, thậm chí là 100 ngàn đấy. Đấy. Thế thì thí dụ như là tôi được biết là trong một cái mảng viễn thông, một cái công ty viễn thông khác đúng không, thì cái cước bình quân của họ đang nó đang rơi vào khoảng từ 70-100 ngàn. Đấy. Thế mà tôi đang dùng một tháng trả khoảng 350. Đấy, 350 thì là đấy là cái thuê bao mà có cái doanh thu cao đấy. Đấy. Bởi vì họ nâng cái gói lên cho tôi. Đấy, họ thấy là tôi dùng wifi rất nhiều, họ đề xuất tôi mua cái gói wifi, cái gói 3G, 4G gì đấy là đến tận 200.000 cơ. Đấy, cộng với gói thuê bao, cộng với các thứ thế là thành 300 mấy rồi. Rồi thì cái SIM ảo cho đồng hồ, rồi những cái ứng dụng khác chạy ngầm tôi không biết. Đấy, thế thì đại khái là một tháng tôi mất khoảng 350 đúng không? Thế thì họ nâng cấp lên mấy lần cho tôi thì tôi cũng ok. Thế nhưng mà thực tế thì có thể tôi cũng không dùng hết. Đấy, thực tế tôi không dùng hết. Đấy, thì các bạn muốn nâng cấp được thì các bạn phải có dữ liệu, các bạn nhìn thấy là khách hàng dùng nhiều thì các bạn nâng, các bạn mở cho họ những cái gói to hơn. Nhưng mà đừng có chào cái gói to quá đúng không? Thí dụ như là bây giờ nhu cầu chỉ là 150 thôi thì đừng có chào cái gói 200 đúng không ạ? Chào gói 150 thôi, chào gói 200 là bị lãng phí đấy. Và sau đó khách hàng cảm thấy là không thoải mái đâu, đúng không? Hay là cái gói nhu cầu là 200 thì đừng có chào cái gói 300. Đấy. Còn nếu mà họ không quan tâm đến tiền, họ làm live stream, họ phải vào mạng suốt ngày đêm thì gói nào to nhất, mạnh nhất thì làm cho họ, đúng không? Đấy, thì rõ ràng là phải dựa trên nghiên cứu về khách hàng, rõ ràng là phải hiểu của họ có nhu cầu cụ thể và đưa ra lời chào, lời đề nghị phù hợp về sản phẩm, phù hợp về giá bán và các chương trình khuyến mại. Thì bạn phải phải làm như vậy thì bạn mới chốt được, chứ không phải là cứ chỉ chăm sóc khách hàng thì là chốt được đơn đâu nhá. Chăm sóc khách hàng là một phần, rồi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong những cái trường hợp phát sinh cần thiết. 247, nếu mình không làm được thì mình có thể thuê nhân viên, có thể thuê những bạn cộng tác viên khác, hay là thuê sinh viên hỗ trợ cho mình đúng không? Đấy. Thế rồi thì chúng ta cũng có thể là phải lấy ý kiến phản hồi của khách hàng, và sau đó là cải thiện và tạo ra những cái sản phẩm và dịch vụ phù hợp với khách hàng hơn đúng không? Bởi vì những cái gói này thì tôi được biết là Mobifone thì tạo ra gói thì nó quá đơn giản rồi, thậm chí có hàng nghìn gói cước cho hàng 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 vạn cộng tác viên khác nhau, tên gói rồi định dạng gói rồi dung lượng rất nhiều, phù hợp cho nhiều ngành nghề. Thế thì một trong những câu hỏi mà các đại lý và các đối tác cộng tác viên của Mobifone người ta rất là mong muốn được tôi trả lời đấy là làm thế nào để tôi có thể chăm sóc khách hàng nhanh nhất đúng không, tiết kiệm thời gian nhất đấy. Thế thì muốn chăm sóc khách hàng nhanh nhất và tiết kiệm thời gian nhất thì thứ nhất là chúng ta phải đưa khách hàng vào một cái hội nhóm. Đấy, lời khuyên là nên đưa vào Zalo nhóm hoặc là Facebook nhóm. Đấy, cứ khách hàng của ông Phan Anh là nhét vào Mobifone gạch ngang Phan Anh, là đưa vào cái nhóm đấy, xin mời, và khi đưa vào là phải nói trước với người ta nha, mời người ta vào. Thế xong đó là trong đó là chúng ta phải quản lý sinh hoạt. Đấy, cho người ta đăng bài, mình đăng bài, đăng những cái bài quảng cáo, đăng những cái bài về sản phẩm dịch vụ, đăng những cái bài chia sẻ, đăng những cái bài hỗ trợ, đăng những cái bài thay đổi về chính sách. Thí dụ như bây giờ Mobifone là có chương trình tặng cho tất cả các khách hàng là được cái này, được cái này, bằng cách là soạn cú pháp tặng quà cho họ, chính sách thay đổi cập nhật cho họ đúng không ạ, thì chúng ta chỉ việc vào đấy thôi. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng Zalo OA đúng không, chúng ta đưa thông tin lên Zalo OA và sau đó thì chúng ta bảo khách hàng của chúng ta là quan tâm nhé, ở trên fanpage thì người ta gọi là thích, ở trên YouTube thì người ta gọi là theo dõi, thì ở trên Zalo OA thì người ta gọi là quan tâm, thả tim đấy là quan tâm. Thì nếu mà mình quan tâm cái Zalo OA đấy thì khi có chính sách gì thì chúng ta sẽ sử dụng các tin nhắn tự động chúng ta gửi cho những cái người mà đã quan tâm trên Zalo OA, là một cái phương thức rất là hiệu quả, rất là hiệu quả nhé. Và chúng ta cũng phải sử dụng những cái công cụ chăm sóc khách hàng tự động, thí dụ như là tự động gửi email đúng không ạ, thí dụ như là tự động gửi SMS, thí dụ như là tự động gửi
tin nhắn Zalo trên OA đó, thì nó mới nhanh, nó mới xử lý được số lượng lớn và nó mới tốc độ nó mới là khủng khiếp, đúng không? Chứ còn chúng ta mà ngồi gửi kỳ cách nhắn tin cho từng người thì nếu mà một vài chục người thì chúng ta còn làm được, chứ còn một vài trăm người hoặc là một vài nghìn người thì bắt đầu đã thấy rất là khó rồi, bắt đầu thấy rất là khó rồi, đúng không? Và lúc đó là chúng ta sẽ không thể phục vụ được hết các khách hàng phù hợp với cái mong muốn của chúng ta, là chúng ta sẽ chăm sóc họ rất nhanh, trả lời họ liên tục, đúng không? Và chu đáo nhất có thể. Thế thì mình sẽ hiện diện ở trong đó với tư cách là mình admin, tư cách là mình là người bán hàng và mình lắng nghe tất cả các ý kiến. Thế còn nếu mà mình có nhiều khách rồi và mình có thu nhập tốt rồi thì mình có thể kiếm thêm một hai bạn cộng tác viên, hoặc là mình thuê những cái bạn sinh viên ấy, các bạn ấy chăm thay mình, giả lương các bạn thấp thôi, có thể là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu gì đó, hay nhiều hơn thì tùy vào thỏa thuận của các bạn với những cái bạn sinh viên. Sinh viên bây giờ người ta làm một cái công việc làm thêm tầm 1-2 triệu là người ta làm đấy nhá. Tiếp theo đó là chúng ta cũng sẽ cần phải phân loại khách hàng. Xin lỗi. Tiếp theo là chúng ta cũng sẽ cần phải phân loại khách hàng. Tiếp theo là chúng ta cũng sẽ cần phải phân loại khách hàng. Đấy thì chúng ta biết là những cái khách hàng nào người ta thường hỏi nhiều thì mình đưa vào một cái nhóm để hỗ trợ riêng. Những cái khách hàng nào người ta là VIP thì chúng ta đưa vào một cái nhóm riêng để hỗ trợ. Chúng ta có thể tạo ra hàng trăm nhóm trên Zalo, hàng trăm nhóm trên Facebook, đúng không? Đều có thể làm được, và chúng ta hoàn toàn có thể là phân loại ra và chúng ta tạo ra những cái chính sách dành riêng cho những người này. Thí dụ như nhóm này có thể là cần phải là trả lời trong vòng 30 phút, nhưng nhóm kia thì có thể trả lời trong 60 phút, hoặc là một cái nhóm khác có thể phải trả lời trong ngày cũng được, không nhất thiết là phải trả lời trong vòng 30 phút đến 1 tiếng. Đó. Thì mình chia thành các nhóm cụ thể ra và mình có những cái công cụ và mình có con người, có quy trình. À bây giờ mình quy định như vậy, nội dung trả lời là gì, cách thức trả lời gì, phương pháp trả lời như nào, giọng điệu trả lời như thế nào, dùng những cái tài liệu gì để gửi cho họ để họ tự nghiên cứu, họ tự tìm hiểu, thì giảm bớt cái khâu phục vụ của mình đi, có đúng không? Ok nhá. Đấy, thì chúng ta tiếp theo là chúng ta phải tạo những cái chính sách cụ thể ra bằng những gạch đầu dòng. Đấy, trả lời những câu hỏi gì, có FAQ hay không, đúng không ạ? Có những cái câu hỏi đáp có sẵn tài liệu rồi, đúng không ạ? Chăm sóc thì chăm sóc bằng chương trình gì, thí dụ như sinh nhật của thầy Phan Anh thì có được tặng cái gì không đấy, hay là các bạn hay 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 làm cái kiểu là mua gói cước thì sao lại được tặng gói cước đấy. Thí dụ như là trên điện thoại của tôi được cộng đến mấy chục nghìn điểm, thế tôi có hỏi là thế mấy chục nghìn điểm này để làm gì, thế các bạn là chăm sóc khách hàng, các bạn bảo là cái này là thầy có thể đổi thành cước. Thế tôi bảo thế bây giờ cước của tôi một ngày 4 GB, 5 GB, thế tôi có dùng hết đâu mà lại tặng tôi cái đấy, tặng tôi đấy là thừa, không có nhu cầu. Thế thì phải tặng tôi cái khác. Thí dụ như là vẫn là dồn tiền thay vì tặng mê, đúng không? Thay vì tặng mê có thể tặng tôi một cái vật phẩm, là một cái lưu niệm nào đó, hay một cái chứng nhận nào đó, là khách hàng trung thành của Moifone, hay là khách hàng trung thành của cái hãng ABC, hay là tri ân họ vì họ đã sử dụng cái dịch vụ này đến 20 năm rồi. Cái số điện thoại này của tôi đang dùng là cũng rất là lâu rồi, tôi dùng từ hồi sinh viên năm thứ hai. Tôi nghĩ rằng là tri ân cái cuộc tình 20 năm với một hãng như Moifone thì cũng rất là tuyệt vời, đúng không? Có thể là vinh danh họ, có thể là gửi lời cảm ơn, có thể là gửi một cái thiệp điện tử thôi, thiết kế bằng Canva, đúng không? Đấy, tri ân cuộc tình khách hàng đã gọi là yêu Mobifone 20 năm cuộc tình, 20 năm là khách hàng vẫn trung thành và thân thiết, hay 10 năm đấy, những cái dấu mốc mà giống như trong đám cưới ấy, là đám cưới vàng, đám cưới bạc, đám cưới kim cương, đúng không? Thế thì khách hàng cũng sẽ làm như vậy. Thế mình phải có chương trình. Sinh nhật thì được tặng cái gì, đúng không? Lễ Tết được tặng cái gì? Lễ Tết bây giờ mừng tuổi cho khách, có mừng tuổi không? Mình mừng tuổi data,
Đấy, hoặc là mình mừng tuổi một cái gói, một cái phần mềm xem phim, hay là một cái phần mềm chơi game. Chứ còn cái chăm sóc thì tôi chẳng hiểu là các bạn cứ nói là đi chăm sóc khách hàng thì bây giờ chăm sóc cái gì? Lâu lâu lại hỏi anh Phan anh ơi, anh có gì cần để chăm sóc không à? Nó không ăn thua nha. Đấy, phải có chương trình, phải có quà tặng, phải có giá trị, đấy, phải có thời gian, tần suất, khối lượng để chăm. Viết rõ những cái vấn đề đấy ra, đúng không? Rồi, sử dụng những cái phần mềm của Mobifone để chăm sóc khách hàng hoặc là những phần mềm bên ngoài. Cụ thể là gì? Ví dụ như mình có thể kết hợp mua hay nào tìm những cái phần mềm CRM. CRM nó gọi là Customer Relationship Management, tức là quản trị mối quan hệ khách hàng. Nó có những cái dạng phần mềm như vậy, có phí hoặc miễn phí. Đấy, chúng ta có thể dùng những cái gói miễn phí để chúng ta đưa dữ liệu khách hàng vào, chúng ta tạo những cái câu lệnh, tạo những cái chương trình ở trong đó, và phần mềm nó sẽ nhắc chúng ta để chúng ta đến ngày đến giờ chúng ta chăm sóc. Và thường xuyên chúng ta phải hỏi ý kiến khách hàng, thường xuyên chúng ta phải xem cái dữ liệu khách hàng nha. Cái dữ liệu khách hàng rất quan trọng. Ví dụ như họ dùng nhiều hay dùng ít, họ vào mạng những cái dịch vụ gì, họ tiêu data vào những cái dịch vụ, ví dụ đặt tiêu vào phim à thì mình sẽ chào gói xem phim, họ tiêu vào game mình sẽ chào gói game, thì mình mới đánh trúng được cái inside customer, tức là cái mình gọi là cái thấu hiểu cái bên trong, đúng không? Gãi đúng chỗ ngứa thì họ mới mới mua. Ví dụ như thầy Phan Anh này vào mạng xã hội nhiều và xem phim, đọc báo, tải tài liệu đấy, thì bây giờ mình có gói cho thầy. Nhưng mà người sale, đặc biệt là những người mà làm livestream bán hàng trực tuyến, họ dùng data cực nhiều luôn, thì các bạn hãy ra những gói dành riêng cho họ, ví dụ thế, đúng không? Ừ. Kết hợp với ví dụ như là Gmail thì nó có tính năng là calendar, tức là lịch lịch trên 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 Gmail, mình có thể vào đấy mình nhắc đấy, mình nhắc, hoặc là mình tạo nhóm Zalo mình mời vào, dùng mã QR code mình mời vào, và sau đó thì mình chăm sóc ở ngay trong nhóm nó, ai hỏi gì thì mình sẽ trả lời các câu hỏi, và nếu như mình không trả lời được thì những người dùng Mobifone khác, cộng đồng mà, người ta sẽ trả lời thay cho mình. Đấy. Và mình cũng sẽ tạo ra một cái bộ cẩm nang FAQ, tức là những câu hỏi và những câu đáp thường gặp. À, tôi bị gặp vấn đề này thì câu số mấy vứt cho họ. À, tôi bị gặp vấn đề này câu số mấy vứt cho họ, gửi cho họ. Thế là họ tự làm. Bởi vì self service, tức là tự khách hàng họ trả lời được, tự khách hàng họ 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 tìm được cái thông tin, họ tự giải quyết được, thì nó giảm thiểu rất nhiều những cái thời gian và cái công sức của mình. Đấy. Một trong những cái chiến lược mà tôi đi đào tạo cho các cái doanh nghiệp về công nghệ, đó là tôi nói là phải sử dụng công nghệ để giúp khách hàng có thể tự phục vụ. Tiếng Anh nó gọi là self service, khách hàng có thể tự phục vụ được cho mình, tự mua gói cước, tự tra cứu gói cước, đúng không ạ? Tự mua nâng cấp gói cước, gặp vấn đề khó khăn gì đó tự trả lời được, tự tìm thấy các câu trả lời, thì mình sẽ giảm rất nhiều các chi phí chăm sóc, đúng không? Cá nhân mình là cộng tác viên mình cũng giảm được nha. Thì sử dụng group Zalo, group Facebook, fanpage, hoặc là sử dụng Zalo OA đấy, và Zalo cá nhân, thì đấy là những cái công cụ mà rất là tốt để chăm sóc khách hàng, được chưa ạ? Vâng. Đấy, thì chúng ta tạo Zalo OA, tôi đã hướng dẫn rồi, tạo nhóm và mời vào, sau đó chăm sóc, đưa tài liệu, đưa thông tin ở trên đó thường xuyên. Đấy. Hoặc là chúng ta cũng sẽ sử dụng cái Google Calendar hoặc là Microsoft Hotmail Calendar, hoặc là những cái phần mềm Note, phần mềm Calendar, phần mềm CRM để làm gì? Ví dụ như là mình sẽ nốt là thầy Phan Anh sinh ngày này tháng này, khách VIP của mình mà, thì đến ngày sinh nhật thì mình sẽ vào đây hàng ngày, mình sẽ xem là hôm nay có những ai sinh nhật, thì mình gửi thiệp cho họ, đúng không? Mình qua Canva mình tạo một cái thiệp có logo Mobifone, có tên của người bán, đúng không ạ? Mobifone, thay mặt Mobifone chăm sóc khách hàng, hay là người bán hàng Nguyễn Phan Anh trân trọng được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới thầy, đúng không? Chúc thầy thế này, chúc thầy thế kia, và nhân dịp sinh nhật thầy thì Mobifone sẽ tặng cho thầy thêm một gói gì gì đó, hay là tặng thêm 5 GB dung lượng gì đó. Đấy, tôi lấy thí dụ thế, đúng không? Đấy, thì cái tặng cái nhà trồng được thì nó rẻ, chứ còn nếu mà lại
tặng cái khác thì nó rất là tốn, đúng không? Thế thì hoặc là có thể thân thiết hơn, hoặc là có thể xịn hơn nữa thì hẹn gặp cà phê nếu có, đúng không? Hoặc là gửi quà lưu niệm một cái vật phẩm nào đó, có thể là một cái mũ, có thể là một cái bút, có thể là một cái áo, có thể là một cái vật phẩm lưu niệm gì đó mà Mobifone có thể gửi tặng cho khách hàng, hoặc là cái người bán hàng trong cái khả năng lợi nhuận của mình cho phép. Thí dụ như tôi được biết là có những người best seller thì có thể có thu nhập lên tới hàng chục triệu, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể tặng khách hàng của mình một cái món quà nhỏ nào đó để mà tri ân, để mà giữ chân khách hàng và để mà gia tăng. Trong cái bối cảnh mà chăm sóc online là chỉ gửi cái Zalo sticky, cái nhắn tin chúc mừng sinh nhật nó chả có ý nghĩa gì cả, khách hàng chẳng cảm thấy nhớ gì. Nhưng mà tặng quà cho họ, tặng tiền cho họ thì hoặc là gọi điện cho họ trực tiếp thì họ cảm thấy rất là tốt, họ cảm thấy rất là ấn tượng, đúng không? Thế thì hãy làm như thế, dùng cái Gmail này lưu lại, hoặc là dùng cái CRM lưu lại thầy Phan Anh này, gói cước này này, đấy, khách VIP từ bao giờ này, đấy, sinh nhật vào ngày này này, thì đến sinh nhật thì tặng cái gì nhá. Có một cái khoản ngân sách nhỏ trong cái lợi nhuận mình kiếm được từ khách hàng, mình trích ra để phục vụ cho việc chăm sóc khách hàng nhá. Kết hợp với các chương trình khuyến mại, kết hợp với việc là thấu hiểu nhu cầu của khách hàng hiện tại và tương lai để mà chào bán các gói tiếp theo. Các bạn rất muốn bán nhiều gói, rất nhiều bán nhiều dịch vụ khác nhau, nhưng mà các bạn phải biết biết là khách hàng của mình cần gì. Đấy, bây giờ trong một cái nhu cầu về cá nhân, trong một cái nhu cầu về gia đình và trong một cái nhu cầu về công ty. Đấy, thế thì cá nhân họ dùng rồi, đúng không ạ? Thế sau đó đến gia đình, gia đình thì còn rất nhiều các dịch vụ khác, từ wifi, đúng không ạ? Từ truyền hình internet. Đấy, rồi thì các cái gói xem phim, gói nghe nhạc, gói chơi game, ok. Sau đó thì đến trong gia đình thì bắt đầu là đến vợ chồng con cái, tứ thân phụ mẫu. Trong công ty thì cũng sẽ lại sim cho công ty, sim gọi cái cuộc thoại thoải mái không mất tiền, đúng không? Nhắn tin nhiều không mất tiền. Đấy, cước lớn. Rồi thì bán nhiều sim cho công ty, đúng không ạ? Rồi thì dịch vụ tổng đài. Đấy. Thế rồi thì các cái dịch vụ wifi cho công ty, ví dụ như thế, đúng không? Đấy. Thì rồi thì các cái dịch vụ chữ ký số cho công ty, các cái dịch vụ thanh toán chuyển tiền, làm lương, vân vân, hoặc những cái phần mềm khác mà chúng ta có thể cung cấp cho khách hàng trong cái điều kiện mà của tổng công ty đang có hệ sinh thái sản phẩm nhé. Thế còn nếu mà chúng ta chỉ có sim số và gói cước thôi thì xin mời là chỉ bán thế thôi, những cái thứ khác thì không còn nữa, thì chỉ chăm sóc để mà lâu lâu thì họ tái mua rồi họ họ không rời bỏ mạng thôi đó. Thế thì làm sao để chăm sóc nhanh nhất thì chúng ta có khung giờ nhé. Chúng ta hướng dẫn khách hàng này vào cái khung giờ đó, các bạn trả lời hỏi thì tôi sẽ trả lời, hoặc là tôi dành ra một ngày 2 khung giờ tôi vào đấy tôi trả lời. Đấy, tôi có thể trả lời email, tôi có thể trả lời Zalo, hoặc là tôi kết hợp gửi tin nhắn thoại, hoặc là tôi có thể soạn tin nhắn dưới dạng là voice to text, tức là nói để nó ra tin nhắn và tôi trả lời, hoặc là tôi soạn cẩm nang sẵn rồi, tôi soạn bộ sale kit sẵn rồi, thế là tôi đưa lên đấy luôn, tôi đưa lên web của tôi luôn, hoặc là blog miễn phí, cái free web, đúng không? Đấy, chúng ta có thể tạo ra đây, chúng ta vào đây, chúng ta xem đấy, free web rồi. Đấy, có nhiều những cái nhiều dịch vụ đây, ví dụ như này trang web như này là chúng ta cũng có thể tạo được, hoặc là những cái dịch vụ khác như Weebly đấy, cũng là những cái dịch vụ mà chúng ta lại tạo được, ở Wix đấy, những cái trang free nó cho mình dùng những cái trang free nhé. Đấy, mình chấp nhận dùng cái trang free của nó. Thế thì ví dụ như là mình làm một cái trang là ở địa chỉ là west.com sược mobifone 4G, thế mình cho hết những cái câu hỏi của mình lên đây, những cái giải đáp của mình lên đây, những cái vấn đề của khách hàng mình lên đây, thế là khách hàng người ta hỏi cái là vứt đường link cho người ta là họ tự xem, đúng không? Hoặc là chúng ta làm dạng là PowerPoint xuất sang PDF, các cái cẩm nang để mà chúng ta đưa cho họ, như vậy chúng ta sẽ giảm thiểu được cái thời gian chăm sóc nhưng mà vẫn rất là chuyên nghiệp đấy.
Và sẵn sàng là nếu như chúng ta bận quá, lượng khách hàng nhiều quá thì như tôi nói là sử dụng nhân viên thuê hoặc là cộng tác viên hoặc là sinh viên chúng ta dùng đấy. Thế còn khi mà chúng ta chăm sóc khách hàng thì chúng ta nhớ rằng là khách hàng thì họ không biết, không hiểu thì người ta mới hỏi. Và chúng ta kiên nhẫn trả lời, lịch sự trả lời và nhiệt tình, và nhớ là đúng hẹn với họ nhé. Chứ còn nếu mà cứ hứa là mai tôi gọi nhưng lại không gọi, hứa là ngày kia tôi trả lời nhưng mà lại bận quá lại quên mất thế này thế khác thì cũng rất là khó đúng không? Và chúng ta thất hẹn với khách hàng thì sau này họ sẽ không còn tin tưởng chúng ta nữa. Đấy. Và chúng ta luôn luôn có phong thái bình tĩnh, chuyên nghiệp, dễ hiểu và trả lời đúng những cái nhu cầu của họ nhá. Và khi nghiên cứu được cái nhu cầu bằng cách là khảo sát, bằng cách là thăm dò thì chúng ta sẽ đưa ra những cái bản chào phù hợp để chúng ta chốt được khách hàng. Ok, tạm thế chúng ta tạm dừng kết thúc cái phần video bài học về một số những cái kỹ năng nho nhỏ để giúp các anh chị và các bạn có thể chăm sóc khách hàng trên mạng nhanh nhất có thể, số lượng lớn nhất có thể và có thể gia tăng được cái việc bán hàng, bán thêm, bán chéo và khách hàng giới thiệu khách hàng bằng cách nào thì chúng ta hãy cố gắng là áp dụng một số những kinh nghiệm nho nhỏ như tôi vừa nói bằng cách là xây dựng chính sách, bằng cách là xây dựng bộ công cụ bán hàng, bằng cách là hỗ trợ những cái tài liệu bán hàng, bằng cách là có đội ngũ tư vấn, có đội ngũ cộng tác viên, bằng cách là chúng ta có lịch trình làm việc chăm sóc khách hàng hàng ngày, hàng tuần hoặc là một khung giờ cố định, và chúng ta phải có chính sách chăm sóc khách hàng rõ ràng, có quy trình thì chúng ta viết ra và chúng ta áp dụng, chúng ta thực hiện. Thế là xong. Ngoài ra thì chúng ta sử dụng thêm các công cụ để hỗ trợ chúng ta thôi. Được chưa ạ? Và càng tự động càng tốt, càng khách hàng tự làm được càng tốt. Ok. Xin cảm ơn các anh chị các bạn. Xin chào.